Oregon, Oklahoma, Missouri, Oregon, Zoconta, vâng, chúng ta cũng đến một trận thi đấu mà các cái thủ phía team GVP lại bắt buộc phải vượt khó. Bên phía đội bạn thì có Egypt AC, Hitty, Roman. Roman của đầu cô của bạn, Hitty màu 4, Egypt màu 1, AC màu 2. Đến với Hồng Anh Choi Son, đầu cánh Chị Boy Hitty. Catherian đến từ game thủ chim sẻ. Một bài chim sẻ đang có 4 gọi. Vâng, Catherian của game thủ chim sẻ nắng. Có lẽ đây là một bài dâng lờ. Màu 8 nâu 1 cầm Max C. Có lẽ là cũng dâng lờ nốt. Tắt tay để cho Chip Boy có thể đánh cùng. Vâng, bây giờ Meo Meo đã xuất hiện tại hiện trường rồi thì phải. Tôi vừa nghe thấy giọng của anh xong. Hồng Anh, một bài cầm Choi Son. Một bài cầm Choi Son, chúng ta có thể thấy rằng đã có hiêu đầu đá về. Đây là một con voi. Và có lẽ là game thủ Hồng Anh cần phải bãi quả nữa mới đủ đồ lên đời. Còn nếu có con ngựa giò đầy đủ công giáp thì phải là con voi nữa. Vẫn chưa thấy quả đâu. Có lẽ là đến với Chip Boy, niềm hy vọng lớn nhất ở trong trận đấu này. Vâng, đây là một bài cầm Hitty. Hitty đến từ cái thủ Chip Boy. Rất tươi. Yêu đầu 7 con. Và cần phải có bãi quả. Có một con voi ở rất xa. Vâng, đồ không biết còn cái gì nữa hay không. Kia có quả rồi, như vậy đồ nhà Chip Boy đã đủ. Đây là một bài khỏe đến từ cái thủ Chip Boy. Vâng, Chip Boy đang rất năn nót con hiêu thứ 7. Vâng, con hiêu này là con hiêu ở trong điều ước thứ 7 đây. Nếu nó về sát nhà chính thì có lẽ điều ước thứ 7 sẽ thành hiện thực. Như vậy là con voi đã nằm. Và bây giờ đóng S2. Chủ động đóng S2 ăn gỗ. Kích đời. Đóng sát và dừng thông. Hay hơn. Đây là một chiếc BS nhân đôi. Vâng, Hồng Anh báo về là bên họ nghèo. Vâng, chả biết là nghèo theo kiểu gì. Vâng, BM thôi, cạnh BB. Như vậy là chỉ có bên mình lên đời thôi. Chim sẻ đã lên đời rất sớm, Hồng Anh lên đời cực sớm. Một bài cầm Choi Son ép đời hơn cả Seng. 2-3 dân. Vâng, 2-3 dân mà 2-3 dân mà anh kích tầm 9-4x, 5x gì đấy. Đây là Choi Son. Vâng, tôi xin nói lại lần nữa, đây là Choi Son. Không phải là Seng, không phải là Pơ, mà đây là Choi Son. Ép đời là rất khét. Chim sẻ dường như cũng kích đời tầm 9-5x. Catharian đến từ chim sẻ một bài. Đây rồi, màu 3 Roman. Đánh lờ tại nhà thì phải. Đúng rồi, đây là nhà của màu 3 đây.
giấu hai nông dân vào với rừng. Đóng L2 luôn. Rất khéo, chúng ta có thấy rằng chim sẻ đang những pha xử lý kinh điển. Đối phương đang đòi nhốt chém của chim. Đúng là Roman cũng khác, rất thừa gỗ. Chim sẻ vẫn đang chưa thể làm gì được nhà Roman. Vẫn có được một con lạc đà ra ngoài. Con lạc đà kia thì có lẽ nó sẽ sắt thôi, không thể ra được. Làm cách nào thì làm, nó cũng không thể ra được. Vâng, đến với màn hình máy game thủ Hồng Anh. Choi Son đầu cánh cũng đang chém vào nhà màu 3. Đã thấy bãi ăn hoang cạnh bãi vàng nhà màu 3 rồi. Bây giờ thì vào thẳng trong thôi. Một nhà vào bên trong đi. Không, màu 1 đấy. Màu 1 chắc dâng A rồi. Màu 1 dâng A. Màu 1 là AC. À, màu 1 Egypt dâng A. Đuổi đi Hồng Anh, đuổi dân màu 1 đi. Chỗ đấy không có gì đâu, chỗ đấy không có gì. Đấy là nhà L. Màu 2 cũng dâng A thì phải. Màu 2 cũng T đang công vào nhà của ấy này, của Hồng Anh này. Màu 2 đang chạy dân cùng với cung R. Chim sẻ có chém lại nhà trong cánh không? Đây là Mark C đến từ Mark C, đây là của game thủ No 1. Chim sẻ Katarian chém vào nhà trong cánh đi. Chuẩn rồi. Vẫn có 2L. Đây là màn hình máy ở game thủ Chip Boy. Còn khỏe không? 40. Tham lai Chip Boy đang 40. Tốt rồi. Đến với màn hình máy game thủ Hồng Anh. Một bài là 28-32, dân màu 1 đang chết rất nhiều. Một bài màu 1 dâng A, màu 1 đang chết rất nhiều dân. Rất tốt. Tham lai chim sẻ đánh chém vẫn đang giữ là 30. Rất tươi. Kìa Hồng Anh lại gặp dân màu 1, rất có duyên. Màn hình máy ở game thủ núi đi. À nhầm, No 1. Đây là No 1. Max C. Công 2, giáp 2. Ngựa chém đã đầy đủ công giáp. Một bài mà màu 2 đánh A cao. Một bài màu 2 đánh A cũng rất cao. Cũng không hẳn là dâng A. Nhưng đây là một bài A cao. Còn nhà màu 4 nữa. Màu 4 là người cầm hit đi. Màn hình máy ở game của Chip Boy đang đấu cung với nhà Hitty. Hồng Anh, Hồng Anh có lẽ là nhà sẽ chắc được và anh sẽ vắt được đều 2L và khỏe. Đấy là điều cần đến từ game thủ Hồng Anh. Hồng Anh chủ động nâng bánh xe. Chip Boy. Hồng Anh là 25/28. Đây là chim sẻ cầm đây là No 1 cầm Max C. Vâng, anh đang bị những con cung R màu 2 rỉa. Không sao. Bây giờ thì Chip Boy nâng cấp chặt gỗ 2 được không? Chip Boy nâng cấp chặt gỗ 2 đi. Vâng, Chip Boy nâng cấp chặt gỗ 2 chưa? BC, B sủng các kiểu. Vâng, mong vòng mặt dưới này. Mặt dưới có lỗ này. Mặt dưới có lỗ. Nhưng mà đừng vào. Thôi đừng vào, nói vậy thôi, có lỗ nhưng đừng đút. Màn hình máy ở game thủ Hồng Anh. Anh đã bị bắt đầu bị đâm y bởi game thủ màu 4. À không, màu 3. Màu 4 một bài nhà xấu. Màu 3 là Roman đến từ Hoàng Minh Nhi đã bắt đầu đi đâm y. Còn đây là No 1. À đây là chim sẻ. Một kích lạc đà rất to đến từ game thủ chim sẻ nắng. Anh đang có một bài cầm Katarian dâng lờ chém quá hay trận thiếu này. Chúng ta có thể thấy rằng chim sẻ đang có một bài cầm Katarian. Mới đầu là anh còn bị nhốt cả những con lạc đà.
Nhưng bây giờ thì anh đang khỏe rồi. Cực tươi. Màn hình máy ở game thủ No 1 đang có giữ được một cái tham 24. Tất cả các nhà chém trong trận đấu này đều là những người chém tốt. Quá hay. Vâng, cả 4 nhà, cả 3 nhà chém đều chém cực tốt. Bãi ruộng của chim sẻ đang có được những lời cảnh báo. Kìa, chim sẻ màu 2 đang vào bãi ruộng ở nhà kìa. Bãi ruộng ở cái nhà BG. À không phải, đấy là cái BS. Màu 3 này. Màu 3 độc cô cầu bại. Một trận thi đấu mà các cầu thủ phía team GameTV canh đang vượt khó. Timeline bây giờ đang là 31/36. Một khoanh ruộng ấm như thế này thì chim sẻ sẽ ra được lại dân và sẽ hồi lại nhanh thôi. Vẫn đang là đều như vậy, là độc cô cầu bại resize. Vượt khó quá nghẹt thở đến từ các cầu thủ bên phía team GameTV. Hai đều rồi. Và chúng ta cũng đến với trận thi đấu chung kết. Chung kết ở trong trận đấu thứ hai. Quá nghẹt thở. Nhưng đây là một trận thi đấu mà chúng ta có thể thấy là game thủ vâng, các game thủ Hồng Anh, Chim Sẻ và No 1 Canh đã có những trận thi đấu chém quá tốt với những bài cầm chém cùi. Chỉ là cho Son, Kata và Max C thôi. Nhưng Canh có thể chém thật sự là quá hay. No game thủ Hello Chip Boy không phải làm cái gì cả.